Dự án VNSAT được triển khai ở 8 huyện, thành phố của tỉnh Lâm Đồng với quy mô 16.500 ha cà phê và 15.000 hộ nông dân được tham gia. Theo Ban Quản lý Dự án VNSAT Lâm Đồng, tổng vốn thực hiện dự án ở địa phương này đến nay là khoảng 211 tỷ đồng. Những hỗ trợ từ dự án VNSAT đã giúp nông dân ổn định sản xuất cà phê trong thời kỳ giá cả biến động. Các mô hình tái canh cà phê với giống chất lượng cao hiện nay đã bước vào giai đoạn thu hoạch với năng suất vượt trội, giúp người dân cải thiện nguồn thu nhập. Tôi thì năm 2018 thì VNSAT có hướng dẫn và có hỗ trợ cái tái canh lại cây cà phê. Thì diện tích ban đầu chúng tôi làm thực hiện là 5 sào cà phê từ 2018, thì năm nay đã đi vào thu chính thức. Năm ngoái thì bắt đầu là thu quá, năm nay chính thức. VNSAT thì coi chung là cán bộ người ta hướng dẫn rất kỹ, và kỹ thuật và cách chăm sóc tưới và bón phân thì chúng tôi làm thấy có hiệu quả rất cao. Thực hiện theo VNSAT thì rất sản lượng cho năng suất rất cao, mà cũng bớt nhiều công của người nông dân lao động. Coi như tái canh cà phê năm 2017 được sự giúp đỡ của dự án, có hỗ trợ cho anh em mình là cây giống 50% cây giống, đồng thời là những vật dụng lao động như là bình xịt thuốc hay là cua, vấn đề giữa cái giống cũ và cái giống tái canh hiện bây giờ thì tôi thấy là cái giống đây là đạt hiệu quả, là nói chung tương đối tốt, đồng thời lợi được công lao động quá nhiều, chẳng hạn như là công thu hoạch, đồ công chòi bọng đồ này kia, canh bọng đồ này kia, là nói chung là lợi quá nhiều. Chúng tôi là được sự hỗ trợ của dự án, đồng thời là bà quý bà con là cũng thường xuyên tới để thăm vườn, mà hiện bây giờ là bà con đang tái canh cũng nhiều về cái giống cà như thế này, bà con tái canh nhiều lắm, mà bà con cũng mong là có sự giúp đỡ của các cái dự án để cho bà con được có cái nguồn đầu tư cho nó được tốt hơn. Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Lâm Đồng, dự án VNSAT hiện đã tổ chức đào tạo 359 lớp FFF cho trên 12,7 ngàn nông dân với diện tích cà phê khoảng gần 14 ngàn hectare. Đồng thời hỗ trợ người dân thực hiện 219 mô hình với 174 hectare. VNSAT cũng tổ chức 219 lớp đào tạo về tái canh cà phê bền vững cho 8,3 ngàn nông dân, tương đương 6,9 ngàn hectare, và thực hiện 55 mô hình với 40,3 hectare. Theo VNSAT tỉnh Lâm Đồng, các địa phương số người hưởng lợi từ dự án là khoảng 56,3 ngàn người. Hiện nay, nông dân tham gia dự án đã tăng lợi nhuận 20,3% so với trước khi tham gia dự án và tăng 21,28% so với nông dân ngoài vùng dự án.